Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Từ nay cho đến hết ngày 9 tháng 9, mưa dông lại có xu hướng gia tăng tại miền Bắc. Trời nhiều mây hơn, ban ngày đôi lúc có những khoảng mưa nắng đan xen, mưa dông mạnh hơn thì cũng sẽ diễn ra vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm. Thậm chí khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội là khu vực có thể xuất hiện lượng mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Do vậy nhiệt độ hôm nay tại miền Bắc cũng không có khả năng tăng cao, vào ban ngày cũng chỉ phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ, về đêm là từ 24 đến 27 độ. Khu vực vùng núi có nơi thấp hơn, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Mùa mưa cũng đang tới với miền Trung, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động và đi qua khu vực Trung Trung Bộ, tiếp tục duy trì trong hôm nay, gây mưa rào và dông trên diện rộng, tập trung nhiều tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Người dân cần đề phòng thời tiết cực đoan tiềm ẩn trong cơn dông và nguy cơ sạt lở ngập úng vùng trũng thấp, đặc biệt ở phía bắc khu vực. Mưa nhiều nên tiết trời nơi đây cũng mát mẻ, cao nhất ban ngày chỉ từ 30 cho đến 34 độ. Nơi có mưa nhiều nhất cả nước hôm nay là Tây Nguyên và Nam Bộ. Do nằm ở phía nam, giải hội tụ nhiệt đới lại kết hợp với đới gió Tây Nam hoạt động mạnh. Nhiều điểm sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to, Tây Nguyên có nơi mưa rất to. Mưa nhiều sẽ khiến việc sinh hoạt của người dân gặp trở ngại, nhưng bù lại thì thời tiết sẽ dễ chịu. Trên biển, tại hầu khắp các vùng biển thuộc khu vực Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đều có mưa rào và dông khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền khi lưu thông cần chú ý cảnh giác với các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là hôm nay mưa dông sẽ diễn ra ở hầu khắp các nơi trên cả nước. Mưa nhiều có thể kèm theo dông lốc và gió giật mạnh, nhưng bù lại thời tiết sẽ mát mẻ dễ chịu.